Rồi, các bạn có hỏi rằng là cha hơn con ít là 25 tuổi, khi nào tuổi cha gấp đôi tuổi con và chúng ta sẽ có đầu vào là tuổi cha và tuổi con. Thì ta suy nghĩ bài toán như thế này. Thứ nhất là tại cái thời điểm mà tuổi cha lại thời điểm tuổi cha bằng 2 lần tuổi con ấy, thì lúc đó nó gọi tuổi con là x thì tuổi cha cha là x. Vậy thì cái khoảng cách vậy x bao nhiêu? X đó sẽ bằng là tuổi cha trừ tuổi con. Tất nhiên chúng ta xác định đây coi là cái giá trị tuổi cha luôn luôn lớn hơn tuổi con đi, không cho việc nhập nhầm nhé. Rồi khi đó ta biết cái tuổi cha nhiêu, cái tuổi cha thế thì cái tuổi của cha khi đó thế bằng là 2 nhân x, đúng không? Vậy ta có cái tuổi cha hiện tại rồi, vậy thì khoảng cách, vậy thì cái thời thì vậy thì là cái số năm, số năm sẽ bằng là tuổi của cha hiện tại trừ đi cái tuổi cha khi đó và ta return thôi. Các bài này hoàn toàn mang chất số học. Để thử nhé, ví dụ như là mình sẽ in ra là nào, ví dụ là khi nào tuổi của cha ví dụ hiện tại là 40, tuổi con là 5, đúng không ạ? Mình in xem khi nào bố con ông ấy gấp đôi nhau. Âm 30 em ạ. Thế nào? Tuổi cha gấp đôi tuổi con. À nhầm, tức là khi đó. Thôi một chút. Rồi. Lúc đó là 30 năm nữa. Khi đó là cha 70, con 35. Ok, xong. Thế thôi, âm việc chỉ đơn giản như vậy. Nếu bạn có câu hỏi gì cứ đặt câu hỏi ở dưới nhé, mình trả lời. Có thể mọi người sẽ đăng ký kênh thì sẽ mình thường xuyên làm những bài tập nhỏ kiểu như thế này. Khi mình đọc Facebook, bạn nào bài tập lên và hỏi và tiện thì mình làm đăng lên. Bây giờ bạn sẽ cần